Xin thân mến kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video trên kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dàn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng những mẫu mã sản phẩm mà Phụ Kiện Audio quay lên giới thiệu, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình ở đây 0835318889, nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo. Và trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể thường xuyên cập nhật được những video mà Phụ Kiện Audio đăng lên mỗi ngày. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến với toàn thể tất cả các bác phải nghe một cái dòng loa siêu chép đầu đạn côn màng titan của hãng Pioneer sản xuất với model sản phẩm là P8801, giúp bổ sung bổ trợ giải chép còn thiếu cho hệ thống dàn âm thanh đang bị cái tình trạng là bí tiếng này, tối tiếng, đánh không lên được giải chép, và những hệ thống dàn âm thanh đang bị cái tình trạng là thừa bát và thiếu chép. Dòng loa chép này thì có thể phối ghép đa năng được cho cả dàn loa nghe nhạc lẫn dàn loa hát karaoke. Ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết đến với tất cả các bác và anh em về cái mẫu loa này. Đầu tiên là về cái hình thức sản phẩm ở đây là thiết kế mặt tròn này với 1, 2, 3 lỗ bắt ốc ở đây, để nếu như mà các bác và anh em đang bị cái tình trạng là cháy loa chép bên trong thùng cũ của chúng ta, chúng ta có thể tham khảo để độ chế thay thế cái dòng loa này vào. Thiết kế mặt trước mặt tròn với rất nhiều cái đường rãnh cắt ở đây, đấy, tạo ra cái điểm nhấn cực kỳ đẹp cho cái dòng loa này. Đấy, đầu đạn màu đen ở giữa này, các bác anh em có nhìn thấy này, đầu đạn màu đen ở giữa rất là đẹp như này. Côn màng titan màu trắng bên trong. Đây phần khung loa này, còn đây là phần củ từ, kèm với đó là hai cái phần tai loa có đánh dấu là cộng trừ âm dương rõ ràng. Phần tai dương thì sẽ có một cái vệt đỏ ở đây này, phần tai âm thì nó sẽ không đánh dấu vết đỏ. Tai loa là đánh dấu âm dương rõ ràng này, củ từ này, cái mặt ốp đằng sau. Đặc trưng của những cái dòng loa chép Pioneer thì mặt ốp đằng sau nó là thép 7 màu không gỉ, và kể cả con ốc này cũng thế, cũng là thép 7 màu không gỉ. Ở đằng sau thì nó sẽ in chìm toàn bộ tên thương hiệu này, model sản phẩm và những cái thông số kỹ thuật của dòng loa này. Đầu tiên là Pioneer, mã sản phẩm là P8801, có trở kháng là 8 ohm, trở kháng ở đây là 8 ohm, độ nhạy là 91 dB và công suất chịu tải trên một củ loa là 100W. Những cái dòng loa này thì thông thường nó chỉ tiêu thụ độ khoảng từ 40 đến 60W thôi. Còn cái công suất ở đây là công suất 100W, ở đây là công suất chịu tải, công suất max của dòng loa. Thế nên là các bác và anh em có thể yên tâm một điều là những cái dòng loa này thì có thể phối ghép được cho bất cứ một hệ thống dàn âm thanh nào. Đây là một cấu hình củ rời để anh em có thể là độ chế thay thế vào trong thùng loa này. Kích thước của nó thì bên mặt bên ngoài là 10 phân, kích thước toàn vành là 10 phân, củ từ ở đây là 7 phân. Nếu như mà anh em quét thùng mới cho nó thì sẽ lưu ý là sẽ có thêm hai phần tai loa ở hai bên này nữa. Đấy, thì anh em sẽ lưu ý là có hai phần tai loa để quét thêm cái phần tai loa này. Đó, đấy là phần củ rời, cấu hình củ rời. Còn đây là một cấu hình là đầy đủ cả chân, cả bằng mạch phân tần như này. Đấy, cả chân, cả bằng mạch phân tần, hàn sẵn dây chờ đầy đủ như này cho anh em. Cái cấu hình mà đầy đủ cả chân cả bằng mạch phân tần này thì sẽ dành cho anh em nào mà phối ghép cho hệ thống dàn âm thanh hát karaoke, thì Phụ Kiện Audio đều tư vấn cho anh em là nên ghép thêm một cái bằng mạch phân tần này vào cho cái dòng loa chép, thì nó thứ nhất là cái giải âm nó sẽ cắt chuẩn xác hơn, bởi vì mạch phân tần thì nó sẽ cắt giải tần chuẩn xác nhất, nó sẽ cắt toàn bộ cái giải âm thấp chỉ cho cái giải âm cao đi qua để phục vụ riêng cho dòng loa chép này thôi. Và một cái nữa đó là những cái bằng mạch phân tần này thì bảo vệ loa cho anh em cực kỳ tốt, để anh em có thể là phối ghép cho hệ thống hát karaoke của mình. Trên mạch phân tần này thì sẽ có một con tụ đỏ 2.2 này, một con trở sứ ở đây này, một cuộn đồng cản với lõi sắt từ bên trong. Và đặc biệt trên mẫu phân tần này thì nó sẽ có cả một con tụ điện giúp giảm cường độ dòng điện đi vào loa, để tránh tình trạng bị cháy loa khi anh em hoạt động ở công suất lớn nhé. Đó là một cấu hình đầy đủ cả chân, cả bằng mạch phân tần như này. Anh em có thể nhìn thấy là rất là đẹp như này. Đầy đủ dây chờ như này. Toàn bộ dây thì em sẽ hàn là dây Hitachi chuẩn xịn hàng bãi Nhật, và đều là dây mạ bạc như này để cho anh em chơi nhé. Rất là lợi giải chép này. Cấu hình đầy đủ như này để cho anh em chơi. Và bây giờ thì em sẽ test cái sản phẩm này để anh em cùng nhau thẩm âm nghe thử xem cái dòng loa siêu chép đầu đạn côn màng titan Pioneer P8801 này nó có cái chất âm như thế nào nhá. Em sẽ test một cặp là đầy đủ cả chân cả bảng mạch phân tần ở đây này. Sợi dây này thì em đang đấu trực tiếp từ trong âm ly ra. Thank you.
Vừa xong thì em vừa thực hiện một cái bản test của cái dòng loa siêu chép đầu đạn côn bằng titan Pioneer P8801. Vừa xong test thì hiện tại em đang test ở cái môi trường là ở bên ngoài nhà gần mặt đường, thế nên nó sẽ hơi ầm một chút. Thì nếu như mà anh em muốn nghe lại cái bản test này thì có thể trực tiếp kết bạn Zalo với em, thì em sẽ gửi lại một cái đoạn clip ngắn để test sản phẩm để anh em cùng nhau, chúng ta cùng nhau thẩm âm và nghe lại nhé. Ngay bây giờ thì em sẽ thông báo mức giá của cái dòng sản phẩm này. Đầu tiên là về phần củ rời, ở đây một cặp củ rời sẽ gồm 2 chiếc, tặng kèm anh em thêm một cặp tụ và sẽ hỗ trợ là hàn sẵn dây chờ nếu như mà anh em yêu cầu, có mức giá là 430.000 đồng. 430.000 đồng là sẽ gồm 2 chiếc một cặp, còn một cấu hình đầy đủ cả chân cả bằng mạch phân tần như vừa xong em test, hiện tại đang có mức giá là 610.000 đồng anh em nhá. 610.000 đồng một cặp đầy đủ cả chân cả bằng mạch phân tần như này. Toàn bộ mức giá vừa xong em báo thì là đã bao gồm phí vận chuyển, anh em nhận hàng kiểm tra đúng hàng đúng mẫu mã như phụ kiện audio quay lên giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán. Và mọi thông tin chi tiết về tư vấn phối ghép lắp đặt trong hệ thống dẫn âm thanh cũng như là trực tiếp đặt hàng với mẫu mã sản phẩm mà phụ kiện audio quay lên giới thiệu thì các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên chính giữa màn hình ở đây 0835318889. Và tất cả những mẫu mã sản phẩm mặt hàng củ loa rời này, từ củ loa rời này, mạch phân tần loa này, đầu giải mã âm thanh DAC thì hiện tại đã có sẵn tại tất cả các chi nhánh địa chỉ của phụ kiện audio. Ở ngoài Hà Nội thì anh em có thể qua trực tiếp mua sắm tại địa chỉ là 263 đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Địa chỉ nữa ở ngoài Hà Nội là số 6 ngõ 185 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Anh em ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Sài Gòn thì có thể qua địa chỉ là 134/26 đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và một địa chỉ mới của phụ kiện audio ở thành phố Hồ Chí Minh đó là 6/33 đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, thành phố Hồ Chí Minh. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.